chàng lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau anh ân tràn đầy, chả dạy em yêu nhưng lắm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hờn chi em nên mi được buồn, giận hờn chi em chút thêm buồn phiền. Sau mình một ngày hay. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn để có quay trở lại kênh Đặng Tín Ông ngày hôm nay. Và tiếp tục em rất vui mừng đây, sẽ test hai bộ dàn thì lắp cho hai bác ở Thanh Hóa luôn. Cảm ơn các bác ủng hộ Đặng Tín rất nhiều. Và những thời gian này thực sự xin cảm ơn các bác có đặt hàng combo EDC bên em quá nhiều luôn. Bên em đi lắp suốt ngày luôn. Đây sẽ test hai lên đường hai combo này và sẽ lên đường lắp cho bác luôn, hai bác ở Thanh Hóa đây. Thì với combo EDC đang được khuyến mãi rất là sốc và được các bác ủng hộ rất là nhiều đây. Thì em xin giới thiệu lại với combo ngày hôm nay để cho anh em hát gia đình. Đồng bộ tất cả thiết bị của EDC nó quá nổi tiếng và nó quá là hay, bên em bán quá nhiều rồi. Thì đầu tiên vẫn là sử dụng một đôi loa ETC nó full bass 30 hàng nhập khẩu chính hãng, một bass 30 một chép kèn. Dòng này thì em tí đã lắp quá nhiều và bán nó quá nhiều rồi, cái trầm nó cực kỳ hay. Đấy. Và tiếp tục làm thiết bị dàn máy cao cấp của ETC ngày hôm nay đây. Rất quen thuộc đúng không? Đầu tiên là một chiếc đẩy ETC DK800, hàng chính hãng của ETC. Bản phiên bản cao cấp trên phần màn hình nhá, 8 trong vòng kênh, 2 kênh. Một chiếc vang cơ lên số ETC. Con này quá dễ chỉnh, echo dị vật hay như vang số luôn. Chống hú tốt, cổng quang bộ tốt đầy đủ. Thiết bị thứ ba không thể thiếu là một chiếc máy lưng tiếng ETC bản mới nhất luôn, MK2000, rất quen thuộc đúng không? Và thiết bị thứ tư là một chiếc quản lý nguồn của ETC luôn, M10, đây là bản mới nhất luôn. Để cắm tất cả bộ dàn đây, rất an toàn. Và trên cùng là bộ mic cao cấp nhất, mã mới nhất của ETC là ETC DX M10. Một dòng mic không dây thực sự là quá đáng đồng tiền. Và combo 5 thiết bị dàn máy đồng bộ của ETC và một loa full ETC đây. Đấy, và như em đã nói các bác rồi, nếu bác nào đã mua combo gia đình, em khuyên các bác lên chơi đồng bộ của một hãng rất là hay. Chứ còn nhiều bác em thấy kiểu hàng ghép loa Việt Nam xong rồi dán tem JBL, D-Mic các loại mà xong đẩy vang mic mỗi loại một con, em khẳng định không thể hay được. Và nó không thể nào đẹp và chất lượng khi có mua đồng bộ một hãng như này. Với combo 5 thiết bị dàn máy và một đô la full này vẫn đang được khuyến mãi rất là sốc từ giờ đến cuối năm, 19.300.000. Một mức giá em khẳng định với một bộ hãng đồng bộ như này, em khẳng định rẻ nhất thị trường luôn, 19.300.000. Và em lắp đặt miễn phí trong bán kính 200 km. Đây, hai bác ở Thanh Hóa em lắp đặt tại nhà miễn phí luôn, 19.300.000, không lấy thêm bất kỳ một đồng chi phí nào khác, lắp đặt tại nhà miễn phí cho bác trong bán kính 200 km. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhá, từ giờ dịp Tết đây, combo đóng bán rất chạy đây, em lên sóng mà các bác đặt hàng nó quá nhiều, rất đẹp. Phải nói những combo EDC nó quá đẹp, 19.300.000. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em Đặng Tín nhá, với sở hữu combo rất cao cấp của EDC này, đồng bộ của hãng EDC. Ok, mong nghe qua một chút về tiếng nhạc con này nhá. Tôi đếm thời gian trên ngón tay, buồn lên mắt gậy, hồi lòng bao đắng cay. Bạn yêu đương với tôi thử quên tiếng gọi đậm đà trên nét môi, ngày cưới khoác áo vô quy đành chia ly, ngỡ tình nhân dối gạt rồi từ đó không còn đôi mặt. Năm ly cà phê thật đắng bằng chân dây dại thờ, xin cảm ơn suốt đời tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước là cuộc đời ta với ta còn nhớ.
có lẽ em thân nhá.